Hello cả nhà. Cập nhật là sáng nay có lên hai chiếc xe, một chiếc xe đầm lift và một chiếc xe đầm màu đỏ đô. Xe đầm màu đỏ đô thì một chú ở Vũng Tàu đã chốt, cho nên là mình còn một chiếc đầm 6 lift ha anh em. Và tiếp theo đây là một con xe đầm tiếp tục, một con xe đầm 26 inch. Đó, xe đầm Nhật Bãi, dáng khá đẹp ha anh em. Rỗ inox xịn, 3 tốc độ Shimano, đùm trước là đùm năng lượng. Đó, xe này thì là thép ha anh em. Đó, chân chống rồi của nó là ok ha, ba ga sau rồi nhìn xe liền lạc cứng cáp. Cổ thì là cổ lắc co ha, khóa kiểu lắc co, khóa chống ngã đổ á. Ổ khóa thì một ổ sau. Ok, bây giờ đi vô chi tiết. Đây, hiệu của nó là đây, tên gì lạ quá anh em. Mình đang kiếm có phải là chiếc xe Beton không nè, tại vì đồ của nó sẽ giống đồ Beton quá chừng luôn, y như đồ Beton luôn đó, cũng làm đồ xịn hết luôn, ngay cả cái chân chống nè anh em, thấy chưa, vành thì là vành nhôm nha đó. Ủa, đồng còn ok quá ngon. Đó, thấy chưa, thắng đầm bi nha, xe là đồ xịn nha, thắng cái đứng lại, thắng cái đứng lại luôn á. Xe đi dây sơn ha nè, ai không thích dây Cura thì có dây sơn. Xe thép sườn dạng sườn thấp nha. Đó, bữa trước thì xe này có về nè, nhưng mà không có không rửa, bữa nay mới ăn không rửa. Sườn này mình thích ở chỗ cái là rất là dễ để chân qua lại ha, nghĩa là người lớn tuổi người ta đi thoải mái anh em ha, đi thoải mái. Dễ bước qua bước lại. 3 tốc độ Shimano. Đây, dòng bông tăng. Chuông cà rem. Yên sau là yên bự bạch cây luôn ha anh em. Đây, ổ khóa. Đầm này là vô địch, vô địch trong tất cả loại đầm, không có cái đầm nào mà qua cái đầm này hết anh em, thấy chưa, nhẹ êm còn gì bằng. Đây, tem ra bên. Đấy. Đây, cổ lắc co nè. Là vậy. Xăng vô. Xăng vô. Vành nhôm sáng đẹp. Xe này bảnh nó về nó gắn cái rổ đẹp quá anh em. À, rổ bự bành luôn. Rổ quá bự cái rổ. Xe liền lạc ha, đẹp nha anh em. Đó. Ngay cả cái bát này còn nè, cái bát này là bát rổ mới đó ha. Bát rổ mới còn.
Yên Gia Gin. Rồi, ok. Tổng thể một con xe đạp 26 inch. Được vậy là quá ok. Rồi, anh em nào thích chơi thì alo cho Phúc qua số điện thoại 0898831234 ha. Số điện thoại có điện bằng phần mô tả. Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip. Xin đạp Nhật Ba xin chào.